AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Cloud Song VNG là tựa game nhập vai thế giới mở có phong cách đồ họa rất dễ thương, vừa được nhà phát hành VNG giới thiệu cách đây vài ngày. Game được phát triển bởi 37 Games, đội ngũ đứng đằng sau những MMORPG 3D tên tuổi như Soulland, Đấu La Đại Lục, Đạo Mộ Ký, Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa. Sản phẩm mới này của VNG Games cũng đã được phát hành ở thị trường quốc tế dưới tên gọi Guardians of Claudia và đã gặt hái được khá nhiều thành công. Theo đó, game đưa người chơi chuyển sinh đến một thế giới rộng lớn, ngập tràn màu sắc cổ tích cùng các sinh vật vô cùng đáng yêu. Tại đây, bạn sẽ trở thành người anh hùng có nhiệm vụ bảo vệ Skywalker, một hòn đảo nằm lơ lửng trên không và ẩn mình sau những đám mây. Nơi này đang chịu sự đe dọa của ma vương và bè lũ quái vật dưới trướng của hắn. Hành trình trừ gian diệt ác và khôi phục lại hòa bình cho Skywalker của bạn chính thức bắt đầu. Cloud Song VNG Mobile sở hữu đồ họa 3D tân tiến, vô cùng sắc nét và không kém phần đẹp mắt. Các nhân vật được thiết kế dưới dạng chibi rất dễ thương và đậm chất anime, dễ dàng tạo thiện cảm cho người chơi. Bằng những tông màu tươi sáng bắt mắt, các thành phố và vùng đất trong game được dựng nên cực kỳ chi tiết và rộng lớn. Tại đây, bạn sẽ được ghé thăm các khu phố nhộn nhịp người qua kẻ lại với những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ đại. Chiến đấu và rong chơi trên những thảo nguyên rộng lớn xanh ngát cây cỏ. Khám phá những hang động đầy rẫy quái vật nguy hiểm nhưng cũng thật huyền ảo nhờ ngập tràn các loại thực vật kỳ lạ. Tất cả đều sẵn sàng quyến rũ bất kỳ trái tim đam mê khám phá nào lạc bước đến thế giới sống động của game. Ngay cả những loại quái vật cho đến các bé thú cưng, thú cưỡi trong game cũng rất thân thiện và dễ mến. Các bé thú cưng đồng hành bên bạn sau khi tiến hóa có thể đạt hình dạng cực ngầu. Bên cạnh đó, tính năng tùy chỉnh nhân vật và kho thời trang của game cũng tỏ ra không hề thua kém bất kỳ MMORPG 3D bom tấn nào. Người chơi hoàn toàn có thể nhào nặn cho chính mình một ngoại hình không đụng hàng, tha hồ thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ của bản thân. Tuy đỉnh cao là vậy, nhưng để trải nghiệm được hết vẻ đẹp của trò chơi, người chơi không cần phải có một thiết bị cao cấp. Ngay cả những dòng máy tầm trung cũng có thể chạy game vô cùng mượt. Đồng thời, sản phẩm cũng sở hữu dung lượng khiêm tốn và không hề gây nóng máy khi trải nghiệm lâu. Để sánh bước cùng phần hình ảnh đẹp không tì vết, thì âm nhạc trong game cũng lột tả ra xuất sắc, tăng thêm cảm giác phiêu lưu, hào hứng cho game thủ. Mỗi vùng đất lại có bản nhạc nền khác nhau, hầu hết đều mang âm hưởng vui tươi và rất bắt tai, nghe mãi không chán. Các hiệu ứng âm thanh khi chiến đấu và dùng kỹ năng cũng rất mạnh mẽ, đầy uy lực, khiến các trận chiến thêm phần hấp dẫn, gay cấn. Nhìn chung, Cloud Song VNG đã vẽ ra cho game thủ một thế giới fantasy rộng lớn, tuyệt đẹp, ngập tràn sắc màu ma thuật và kích thích tinh thần phiêu lưu khám phá. Đến với game, người chơi sẽ có cảm giác như đang lạc vào một bộ anime của Ghibli, điển hình là Castle in the Sky, khi mà cả bộ phim và game đều có chung đề tài về lâu đài trên mây. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.